Mới đây, công ty VNPT Technology đã giới thiệu tới người tiêu dùng hai sản phẩm công nghệ là điện thoại thông minh VivaLotus S3 LTE và Smartbox PC nhằm phục vụ nhu cầu giải trí và thông tin di động của thị trường trong nước. Hai sản phẩm trên hoàn toàn được nghiên cứu, phát triển bởi đội ngũ kỹ sư trong nước và sản xuất trên dây chuyền tại Việt Nam. Điện thoại VivaLotus S3 sử dụng bộ vi xử lý 8x1.3GHz và bộ nhớ trong 3GB RAM nhưng lại có mức giá trung bình nhằm giúp đại bộ phận người dân có thể trải nghiệm công nghệ 4G LTE một cách thuận lợi nhất. Trong khi đó, sản phẩm Smartbox PC có thể thay thế cho một chiếc máy tính cá nhân nhỏ gọn, biến TV thường thành TV thông minh với nhiều ứng dụng tiện ích.